Rồi hôm nay các em sẽ được học một cái dạng viết vừa xuất hiện của tuần rồi luôn. Đó là dạng viết task one. Bài biểu đồ ha. Cụ thể đó là biểu đồ bảng. Thì cái phần này thầy cũng tổng quát, đó là phần 1 các em sẽ có 20 phút để làm. Nhưng mà thầy sẽ hướng các em viết trong vòng 15 phút thôi. Nó sẽ có những ý cố định luôn. Em nhìn vô biểu đồ em sẽ biết vị trí em cần phân tích. Cần phân tích, cần liệt kê thì nó sẽ dễ hơn ha, nó sẽ đơn giản hơn. Bởi vì các em sẽ thi viết là gồm hai bài viết luôn, phần 1, phần 2, và mình sẽ dành thời gian nhiều cho phần 2. Rồi, thì sắp tới tới phần 2 nữa thầy sẽ hướng dẫn tiếp nữa. Thì bài này em sẽ viết ít nhất 150, nhưng thầy ráng hướng các em viết trong khoảng 150 đến 200 là được rồi. Dưới 200 càng tốt để đỡ mất thời gian và hoàn chỉnh cái bài. Mà viết gọn thôi, nó kêu mình là tóm tắt và nhận xét đơn giản thôi, không cần phải phức tạp. Thì trong cái yêu cầu về nhận xét và tóm tắt thì chủ yếu mình sẽ tập trung về so sánh ha, so sánh giữa các đối tượng và tăng giảm nếu bài đó có thời gian. Còn bài hôm nay không có thời gian nha, vì vậy mình chủ yếu tập trung vào so sánh. Thì cũng như vậy thầy sẽ hướng mình sẽ được học gồm lý thuyết, thầy sẽ hướng dẫn theo lý thuyết của giám khảo, và bên cạnh đó thầy sẽ gợi ý các em viết theo cái gợi ý, thầy sẽ gửi cho các em tự viết được luôn và thầy sẽ sửa trực tiếp ha. Bài nào cũng như vậy, gồm cả lý thuyết thầy hướng dẫn và sẽ cho các em tự viết lại nữa, và cả những bài thi ha. Rồi, các em vô cái đề luôn ha. Ở đây cái bài nó nói là biểu cái bảng bên dưới cho chúng ta thông tin về các hệ thống đường sắt ngầm hay là tàu điện ngầm đó. Underground Railway System ở 6 thành phố. Không có thời gian ha. Rồi vậy thì cái bảng, đối với cái bảng cái cột bên trái thường sẽ nói về đối tượng. Ở đây thì nó cho mình city, thành phố, cụ thể là các đường sắt tại thành phố này. Và nó sẽ so sánh mình ở những tiêu chí như sau. Thứ nhất là cái thời điểm nó mở, có nghĩa là độ tuổi hay là thời lượng bao lâu, đường sắt nào là lâu đời nhất hay là mới nhất, thì ví dụ như vậy. Và km của tuyến đường là kích cỡ ha. Sorry, quên 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 qua ta. Sorry giờ. Thầy nói lại ha. Cái bảng bên dưới đưa ra chúng ta thông tin về hệ thống đường sắt ngầm, nghĩa là tàu điện ngầm của mình á, ở 6 thành phố. Bài này không có yếu tố thời gian, cho nên là sẽ không có tăng giảm. Rồi, bên cột trái ngoài cùng là tên thành phố, cụ thể là đường sắt tại các thành phố này ha. Rồi, cái ngày nó mở, có nghĩa là nó sẽ so sánh về đường sắt nào lâu nhất, lâu hơn hay là mới nhất, mới hơn. Kích cỡ đường sắt có nghĩa là kích cỡ chiều dài. Số lượng hành khách mỗi năm tính theo là triệu người. Ha. Sao giờ này thầy quên rồi, thầy quên bấm cái xe màn hình rồi. Hôm nay nhớ thầy bấm xe rồi mà ta. Chắc. Thường là thầy sẽ xe trước. Thầy xe trước xong thầy mới thu. Chắc nãy thầy quên. Hay là bấm hộp gì đó. Rồi, ok. Rồi, vậy ha. Thì mở đầu cái bài của mình cũng sẽ nói về cái thông tin. Rồi, cái mở bài của mình sẽ nói như sau. The table shows data about, cái này cố định ha. Data chính là information nãy đó. Do cái bài biểu đồ bảng nó có nhiều yếu tố so sánh, là nó có thể nó có nhiều đơn vị.
này tới ba đơn vị khác nhau đó các em ha. Ngày mở này là năm rồi, kilometers rồi millions, cho nên là cái mở bài mình chưa cần phải nói đơn vị giống như những cái bài như biểu đồ đường, nó có một đơn vị cố định hay là biểu đồ cột. Rồi, cho nên mình chỉ cần ghi lại đối tượng thôi, hay cụ thể đó là các hệ thống đường sắt ngầm. Giống như thầy dịch lại cái từ nãy, các em thử có từ vựng nào đồng nghĩa có thể sử dụng ha. Còn không có thì cứ xài cái giống trong bài cũng được. Rồi thầy sẽ dẫn cung cấp từ vựng thôi. Rồi vị trí là ở 6 thành phố, không cần liệt kê ra. Thời gian không có. Rồi các em ghi mở bài trước cho thầy đi. Để mình làm quen luôn ha. Đây là cách viết chung. Rồi. Ok, chính xác. City nghe anh ơi, cái này không sao là khác nữa. Cứ ghi city bình thường đâu gì đâu. Đâu cần đổi, đổi lộn nữa chứ. Nó là city mà. Underground. Ghi thêm chữ underground nghe, tại vì mở bài mình chưa có, mình mới bắt đầu nói về cái đối tượng này cho nên em ghi, nên ghi em phải ghi rõ luôn nha Yến ơi. City Rebel. Ok, chính xác ha. Rồi cái này dễ, bạn nào đang ghi cứ ghi bình thường ha. Dễ thì lướt qua luôn cho nó đỡ mất thời gian. The table city about the underground rail hoặc là railway đều được. Có chữ underground là nó không có cái từ đồng nghĩa khác cho nên cứ ghi lại, mình đổi chữ khác. Railway một nghĩa nha. Network với loại system. This city is its major city. Giám khảo thêm chữ major thôi. Major đồng nghĩa với chữ big á, thành phố lớn đó các em ha. Hay là main cũng là main city. Rồi tiếp tục. Đối với mình sẽ đi theo ý tưởng tiếp theo đó là khổ nhìn chung. Đối với một cái bài bản như vậy, ý tưởng đầu tiên của khổ nhìn chung là các em sẽ liệt kê yếu tố so sánh, tiêu chí so sánh, liệt kê tiêu chí so sánh của cái bài cho người ta biết trước ha.
Thì tiêu chí so sánh mình sẽ làm như sau, thầy có gửi luôn rồi nè. Cái bảng sẽ so sánh các đối tượng này, mình ghi lại đối tượng thôi, theo tiêu chí ha, hay là về cái gì? Mình sẽ ghi lại cái tên của tiêu chí. Mình sẽ ghi lại cái tên của tiêu chí. Có thể em sẽ ghi luôn cái tên trên đây luôn cũng được. Hoặc là đổi chữ một chút. Thầy có gửi được chữ, em viết thử nè. Đầu tiên là cái ngày mở đúng không? Tuổi thọ của chúng. Rồi đường dài, chiều dài là kích cỡ ha. Hay cái chữ chiều dài nó có một cái từ đồng nghĩa chứ chữ chiều dài nữa. Rồi số lượng hành khách sử dụng chúng. Quen ha. Số lượng là đời gì nè. Rồi hành khách sử dụng chúng là chỗ này em viết mệnh đề quan hệ cho thầy. People hoặc là passenger. Là resident, như thành phố thì là cư dân, resident, citizen, who gì đó, hoặc là đi bằng chúng mỗi năm. Rồi ghi cho thầy ha, ghi đi cái. Rồi tốt ha.
In terms of, có chữ S nên nghe bé ơi. À, bữa thầy nói với sai chính tả rồi ha. In terms of the day open, the land of trade, rồi, century per year. Ok. Muốn điểm cao cứ ưu tiên cho thầy là hạn chế sai chính tả trước nha. Mấy chính tả này là các em biết mà, đâu có khó gì đâu. Chú ý từng chữ đi cho nó quen. Hồi đó thầy từng bị mà. Cái chữ S, phẩy này nọ. Chú ý nhỏ nhỏ đi, viết từ từ thôi. Nhưng mà mình sẽ nhớ mấy cái đó quan trọng đó nha. Muốn cao điểm thì phải có nó trước rồi đã. Their age, size, numbers of people used them each year. The table compares networks in terms of their age, size, numbers of passengers. Rồi, ok, chính xác ha. Từ từ thầy gửi đến cái quen tự viết nữa ha. À, như đừng dùng lifespan nha. Lifespan là dòng đời, nó có nghĩa là thường nó sẽ có giới hạn. Mà cái chữ life có giới hạn là thường giống như có điểm đầu và kết thúc, là dòng đời bao nhiêu năm, ví dụ như vậy. À, và cái thứ hai là cái chữ tuổi thọ này khi thơ chung chung đó. Và cái thứ hai á, là thường cái chữ này xài cho con người với động vật không à? Nó không có nói về máy móc ha. Máy móc đâu có dòng đời đâu. Nó chỉ nói là máy móc bền bao nhiêu lâu thôi. Cho nên cái này em ghi age bình thường nha. Rồi. Tuổi thọ bình thường mà tuổi thọ chưa chắc là kết thúc mà. Nó chỉ hiện tại là bao nhiêu. The number of passengers who use them each year. Rồi. The table compares network in terms of the sign. Rồi. Network. Longevity. À, rồi. And science. Tiếng rồi. Này đếm được mà em. Numbers. Ok ha. Rồi, chính xác ha. Rồi đây câu của giám khảo. The table compare this is network in terms of the eight. Em ghi này số số nhiều thì được nha các. Bình thường. Size là nhiều kích cỡ mà. Ý là nó ghi một cái mục chung nữa đó. Cho nên nó không có ghi ra. Nhưng mà đâu sao bình thường. Tại vì there mà nhiều cái vẫn được. Có những danh từ là sử dụng ít hoặc nhiều đều được. Giống như ở university cũng nói đại diện. Hoặc là universities cũng nói chung chung. The number of people who use them each year. Rồi, ok ha. Tiếp theo sẽ là so sánh chung. Ở đây theo ý tưởng so sánh chung là mình sẽ thường là mình sẽ tách cái biểu đồ ra làm hai. Nghĩa là ở đây giám khảo sẽ theo gợi ý luôn ha, cái này thầy sẽ chỉ luôn. Ba đối tượng trên so với ba đối tượng dưới. Bởi vì em sẽ dễ thấy nè, chủ yếu là ý tưởng thôi, em nhìn theo số liệu diễn ra hết. Ba cái thời gian bên trên có phải lâu đời hơn ba dưới đúng không? Thứ nhất là do cái số liệu thời gian là nó tăng dần, nghĩa là nó mới hơn. Vậy thì ba thằng trên sẽ lâu đời hơn ba thằng dưới. Điều ha. Cái thứ hai là chiều dài km cũng giảm dần, vậy thì ba thằng trên cũng hơn ba thằng dưới. Thậm chí là bên đây luôn, đây là dễ thấy nhất nè. Nó rõ nhất nè. Nó không đều nhưng mà nó vẫn là ba thằng trên hơn ba thằng dưới. Đó, có cái hay chỗ đó ha. Vậy thì giám khảo sẽ so sánh là ba thằng trên hơn ba thằng dưới ở tiêu chí. Rồi, thứ nhất là thời gian. Cái thời gian này thầy gửi luôn ha. Cái này mình sẽ có một cách viết luôn. Mình sẽ nói là ba đường sắt lâu đời nhất. Hiểu tại sao giám khảo có nói câu này không? Tại vì thường mình sẽ có sắp xếp, thường mình hay nói đó là nhất nhì ba đúng không? Thì cái chữ nhất nhì ba thực ra là lâu đời, thì thực ra là nhất thì là chắc chắn nhất rồi. Nhì thực ra là nhất mà theo dạng vị trí thứ nhì. Nó có vậy đó, cái cách viết của tiếng Anh nó vậy đó. Rồi nhất mà vị trí thứ ba, thường là như vậy. Nè, giống như chút xuống dưới thầy sẽ nói cái vụ này, second largest. Largest, second largest. Nhất, nhất, còn nhất luôn thì không 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 cần ghi first, first nó hơi dư. Second largest. Để đây thầy gửi cái cách viết của giám khảo viết á là ba đường lâu đời nhất là nhất nhì ba đó. So với ba đường mới hơn. Ba đường mới hơn ha. Hoặc là thầy còn cái gợi ý nữa là ba đường lâu đời hơn.
Cái này thì thầy sẽ xài chữ hơn, cái này ý của thầy nha. Thầy sẽ xài chữ hơn so với ba đường còn lại. Hiểu vấn đề ha? Thì ba đường này nó lâu đời hơn, so sánh hơn với ba đường còn lại. Ba đường còn lại thì không cần ghi cái gì hết. Rồi, muốn ghi cái nào cũng được ha. Còn cái yếu tố, à cái này em dùng tính từ luôn nha. Em dùng tính từ luôn, ví dụ như là ba đường cũ nhất, the oldest railway, thì ví dụ như vậy. Còn cái kilometers, cái này em so sánh hơn bình thường, sau to be ha, ví dụ như là lớn hơn or larger hay gì đó. Và số lượng hành khách thì em sẽ theo gợi ý luôn là có nhiều khách hơn hoặc là phục vụ nhiều khách hơn. À thầy có ghi nè, ba đường sắt lâu đời nhất thì nó sẽ lớn hơn và phục vụ hoặc là có nhiều khách hơn so với đen nè, ba đường sắt mới hơn. Đây là câu của giám khảo ha. Còn câu của thầy bên dưới, older thì ba cái còn lại, em muốn xài câu nào cũng được nhé. Rồi viết thử đi các. Hết dịch con đi hấp dầu nha.
dễ ha, còn đâu cứ viết rõ gọn gọn gàng rõ ràng dễ hiểu là dễ đi cao điểm hơn. Newer là nghĩa người. Cái này không gọi higher, nghe tiếng tắt sao gọi là higher em? Tắt dài hơn chứ, larger hoặc là longer. Larger nó vẫn chính xác hơn, đang nói về kích cỡ mà. Kích cỡ thì tính luôn rộng và dài á. Cái nào xài cũng được. Rồi. À, thầy dặn nè, bây giờ á, là hiện tại nghe còn học online thì cái buổi trưa mà 2 giờ á, các em bây giờ thầy phân như nè, buổi trưa 2 giờ là giải, là học và giải bài nâng cao, nhất là phần đọc với nghe ha. Còn viết nói thì chung bài, ok. À không, cũng nâng cao luôn, nói chung nâng cao luôn. Rồi nói chung là bốn kỹ năng nâng cao ha. Thì nếu như thì bắt đầu tuần sau đó, bạn nào khá thì thầy khuyên là học thêm ca buổi trưa 2 giờ, rồi học thêm ca này nữa, học thêm bài cơ bản là nó thành một chọn bộ một bài á. Thì ví dụ như bài bài đọc nghe đi, ví dụ như bài nghe đi ha, nó bốn phần thì phần cơ bản là phần 1-2, phần nâng cao là phần 3-4, thì buổi trưa thì giải 3-4 trước, rồi 5:30 mình giải 1-2. Rồi đó, thầy sẽ phân như vậy cho các em, tại vì thường là cơ bản thì các bạn học nhiều hơn, còn nâng cao thì học ít hơn, cho nên bạn nào muốn học nâng thêm thì lên thêm học thêm một buổi trưa nữa ha. Rồi còn bạn nào muốn học khá thôi thì cứ tập trung buổi trưa là đủ, tại buổi trưa thứ nhất là thầy sẽ dạy nhanh hơn, thứ hai là cái lượng bài nó khó hơn, bắt đầu từ tuần sau thầy sẽ dạy nhanh hơn. Còn buổi chiều này của mình á, thầy sẽ dạy từ từ hơn và cho các em viết từ từ, hiểu ha? Tại thường là nâng cao ít bạn thì đương nhiên sẽ nhanh hơn rồi, và mình sẽ học được những cái bài khá hơn đó. Thầy phân như vậy để cho các em dễ lựa chọn, dễ học hơn ha, chứ đỡ làm biếng hơn, tại hai lớp nó giống bài quá thì dễ làm biếng lắm. Hồi ban đầu thì buổi trưa thầy dạy hai 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 tiếng luôn á, 2 tiếng mấy luôn là một cái cơ bản nâng cao, nhưng mà thấy thấy đa số mấy bạn buổi trưa khá nhiều, bắt đầu khá nhiều, giờ thầy dạy nâng cao một tí thôi. Nhiều khi hồi trưa hồi nãy mình thầy học các bạn học có 1 tiếng đồng hồ à, học được học có 1 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà học được cái phần nâng cao ha. Rồi thì đó, các em muốn học lên thêm thì cứ học luôn. Thì nếu như học nâng cao như vậy thì các em là bạn nào học được 2K luôn á thì học được hết một bài thi của IELTS luôn. Ví dụ như nãy thầy nói cái phần nói á, phần listening á, buổi trưa là giải nâng cao 3-4, rồi bây giờ là giải 1-2. Nó được cái, ví dụ như em học như vậy học tới 3:30, là 3:30 gần 4, 3:30 đi, cho là 3:30 đi, là các em ngủ được giấc nữa rồi, giờ 5:30 học tiếp. Đó, đứa nào siêng học là tới bến luôn. Hỏi ha, thầy phân như vậy cho các em dễ học. Bây giờ là hai 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 ca khác nhau rồi nhé, trước mắt là theo online như vậy, còn sau này offline thì chắc chắn phải sắp xếp lại, tại tại offline là hai địa điểm khác nhau, là thầy giảng nó sẽ khác, còn bây giờ đang chung cho nên thầy sẽ phân như vậy các em dễ học, mình học được nhiều hơn. Giống như tuần sau của mình là học speaking thì buổi trưa của mình là thầy sẽ dạy phần 3, phần 2 3, à phần 2 3 ha, hoặc là phần 3 thôi. Còn buổi chiều này của mình là thầy dạy 1 và 2. À, nó vậy đó. Cho nên bạn nào muốn học full một bài thì học 2K. Rồi. Còn phần viết thì buổi trưa thường á, là thầy giải bài thi luôn, lấy cái bài thi thực tế của Hồ Đồng Anh á, mới làm luôn á. Thì tất nhiên là nó sẽ có những cái phần mình chỉnh nhiều, là giải buổi trưa. Còn buổi chiều á, thì mình sẽ giải cái bài của giám khảo ha, là bài lý thuyết. Nhưng mà cũng tùy, thì nói chung là cũng tùy. À, bữa nào mà bài có vẻ là lý thuyết cần phải học thì 2K sẽ giống bài, tại vì cũng là một bài thi, bài giám khảo là bài thi mà, cho nên là
thầy sẽ thông báo cụ thể, nhưng mà em cứ hiểu cho thầy là cứ 2K ha. Thì nếu như trường hợp mà giống bà thì em học buổi trưa xong là được rồi, khỏi học buổi chiều. Ừ. Nhưng mà thường thì thầy sẽ báo ha, thầy sẽ báo, thầy sẽ gửi bài luôn là các em biết rồi. Dùng buổi trưa nâng cao là em nhìn em biết là bài đó, và buổi chiều thường thầy sẽ báo luôn, cho nên là mình sẽ dễ ha. Rồi, tiếp. Như vậy thì các em sẽ học được rất là nhiều. Chưa tính tới việc là em học mấy lớp tăng cường viết ở trong tuần nữa, rồi bài tập nữa. Chút nữa thầy sẽ up cái bài thi mình trúng một đề thi của phần speaking nữa rồi đó. Mà phần 1 mình trúng, hôm bữa là trúng phần 2 của đề thi 1 tháng 7, 3 tháng 7. Hôm nay là đề 8 tháng 7 của Hội đồng Anh là trúng phần 1. Ừ. Nói chủ đề accommodation á, bạn có một số bạn biết đề này. Với lại holidays. Ừ, trúng hết cái phần 1 luôn rồi đó. Còn phần 2 thì đề mới. Có cái là bữa giờ phần 3 chưa trúng. Qua khó chịu lắm. Thành ra thầy sẽ soạn kỹ phần đó. Đa số thì phần 1, 2 dễ trúng hơn. Phần 3 nó khó hơn. Phần 3 hỏi sâu lắm. Rồi. Three on the system or longer to serve more passenger than the other three ones. Thôi là all the three system luôn cũng được ha. Rồi, tốt. Three ones, quét nghe ngon rồi. Có mấy cái nhỏ nhỏ này em không để ý là nó bị sai. Mình viết là nhớ để từng chữ luôn nha các em. Chấm phẩy rồi thêm S hay không á, chú ý cho thầy nghe. Rồi thêm the với the number, the percentage. Chú ý mấy cái đó cho thầy. Mấy đó cơ bản không đó. The order newer ones, thêm chữ ones chưa ha. Không có gì đâu, có video mà. Lên lấy làm bài, em cứ học xong đi rồi tối em lấy video của bữa trưa mình học. À quên, bắt đầu từ tháng 7 thì up lại YouTube nha. Tại mấy tháng trước thầy chưa có, thầy cũng lu bu bài thi, thì mấy cái bài cũ kệ nó đi. Bắt đầu mình sẽ từ tháng 7 này là thầy up lại YouTube ha. Cho nên không sao, cái bài nó đủ hết mà. Nhưng mà đừng có đi nha, nếu mà học có thời gian học được nên lên lớp học để biết sao siêng thôi. Là cho các em siêng chứ. Ngồi cái có bài cái hồi không học luôn. Chứ bài thầy là đủ hết á. Lên đi học về nó cho xuyên nè. Thứ hai là các em chủ động viết, nhưng thầy bắt các em viết gì đó bắt đầu sửa. Mình sửa được nhiều, một cái nữa mình sửa được nhiều. Thì đứa nào học trực tiếp như vậy là sửa được nhiều. Sửa đây xong mình nộp bài sửa nữa mà. Còn các em coi video thì chỉ coi video thôi. Rồi nộp cũng được rồi nộp nữa. Ừ. Ai biết tùy các em chứ thầy thầy có ai dạy đâu, thầy tự học. Của giám khảo video, giám khảo cũng không có giảng video nhiều, nó cũng lấy từ tài liệu nghiên cứu lại cái câu á. Và đối chiếu bài thi tự học không chứ ai dạy nữa. Rồi giờ ha, tiếp ha. Em nghĩ giáo viên học sao? Còn ai dạy nữa đâu thì phải tự thôi chứ. Tự nghiên cứu, tự lấy tài liệu suy nghĩ này nọ. Nó thành một cái thói quen thì khi thói quen là các em sẽ siêng thôi. Cứ làm tới làm luôn thế là thầy viết bài riết không viết nó thành cái thói quen cho thầy luôn. Còn không không biết thầy cũng làm biến. Em phải hiểu là giáo viên siêng giùm các em rồi đó. Sau này thầy viết hơi bị nhiều, rất là nhiều luôn. Cho nên các em chú ý nha. Thà úp cái bài lên các em lo học, lo làm liền. Nó đã bị ngán, hiểu không vấn đề không? Bởi vì khi thầy úp bắt đầu cái không làm là tới cái bài. Vậy nè, thứ nhất em làm, em nắm được kiến thức. Tại vì thường là thầy có gợi ý tiếng Việt em tự làm được, rồi có bài giải. Em làm tự nhiên em thấy cảm thấy em làm đúng đúng rồi đó. Bắt đầu em thích nộp bài để sửa này nọ. Rồi bắt đầu cái bài tiếp tới nữa mình có cái đà mình làm. Còn nếu em không làm bắt đầu mình dồn bài mà dồn thì bắt đầu quải. Dồn bắt đầu làm biếng nữa, như vậy. Hiểu vấn đề ha. Rồi, dồn bắt đầu làm biếng làm học là không làm bài luôn á, chứ không có gì hết. Cái đó sao đó là thầy chỉ nhắc thôi chứ. Nên lại gọi bắt làm bài. Nhắn quả gì lên Facebook thầy cứ nhắn mấy đứa không thấy nộp là thầy nhắn liền. Tại mấy đứa nó nộp riết là thầy cái email thầy biết biết thầy nhớ đứa nào à. Chưa đến một nửa lớp nộp bài, không có mấy bạn nào chưa chưa chắc là mấy bạn đó yếu đâu, nhưng mà nhớ nộp cho nó xiên. Ừ. Rồi tiếp ha, bây giờ đến thân bài 1. Nó hồi nãy mình do mình có so sánh chung là nó là cái yếu tố cho mình tách khổ thân bài rồi. Khổ thân bài 1 các em sẽ nói ba đối tượng đầu tiên ha.
Bài này là bài chính luôn á. Mà đơn giản đâu khó đâu. À, bài này câu của giám khảo nè. It is clear that the three oldest underground systems are larger and serve more passenger than the newer system. Chỉ ghi như vậy thôi. Còn significantly chính là rất, dịch nó là rất nhiều hơn. Nhiều hơn rất nhiều. Nè, đúng rồi. Mấy ngàn mà đây có mấy chục này là nhiều hơn rất nhiều. Rồi, thân bài 1. Thân bài 1 thì ý tưởng đầu tiên của thân bài 1 là các em sẽ khẳng định giá trị của đối tượng cao nhất. Và mình sẽ đi theo tiêu chí nào? Mình sẽ đi từ trái sang phải ha. Thì tiêu chí bên trái, thậm chí cả hai cái luôn này, là London đứng đầu. Chỉ có tiêu chí bên phải là thằng Tokyo. Nhưng mà thường thì đúng là mình đi từ trái sang phải. Vậy thì mình sẽ nói London trước ha. Nói từng tiêu chí. Đầu tiên, tiêu chí này thì nãy thầy nói nó là cái gì? Tuổi thọ đúng không? Vậy thì mình sẽ khẳng định đường sắt London hoặc là đường sắt tại London là lâu đời nhất. Cụ thể là mở năm bao nhiêu, được mở năm bao nhiêu. Thầy gửi đây là cái chữ mở các em vẫn sử dụng thể chủ động nha. Có nghĩa là cái chữ mở ở đây là mở và hoạt động, chưa có đóng cửa. Mở và hoạt động, nó vẫn là chủ động nha. Ừ, hồi đó thầy cũng lộn cái này. Nó vẫn là chủ động. Cho nên các em cứ ghi which open bình thường thôi. Which open in năm đó là được rồi. Cứ ghi quá khứ đơn. À nè. Cái này em cứ ghi mà đề quan hệ bình thường cho thầy. Which opened in năm như đây ha. Đường sắt London. Rồi ghi cho thầy câu này trước đi. Đối với yếu tố thời gian thì mình chỉ nói một cái nhất thôi. Còn không cần nói nhì với ba. Còn những cái dạng so sánh khác, ví dụ như là kích cỡ hay số lượng thì sẽ có nhì với ba ha. Rồi các em làm thử đi. Làm cái câu hồi nãy của thầy trước đi.
is the oldest, không có age nghe lên đời. Cái này nó là cái đường sắt này nó là lâu đời nhất mà. Oldest, hoặc là the oldest system which open, đúng không nè? Also the largest system in. Rồi. À, ủa, thầy chưa kêu viết câu này mà. Rồi, thôi cứ để đi. Ủa, mấy đứa ghi luôn à hả? À, ok. Tại thầy chưa giảng tới, thầy đang tính nói ý này. Rồi, ok, cứ ghi đi. Thì đúng rồi, nó là kích cỡ lớn nhất luôn ha. Vậy thì kiểm luôn. System width, rồi. Rồi, ok, chút ngân gì thêm. Cái này em tách ra nghe Yến rồi, phải which open. Cứ cứ nhớ cho thầy vậy được rồi. Nó giải nghĩa thêm mà. It is, thì chữ Y rồi. It is also the largest system. System with. Rồi, which open. À, cái này em cái này em ghi danh từ vô nghe bé anh. Em cứ ghi rõ là is the oldest system. Tại vì cái mệnh đề quan hệ này nó sẽ đi theo sau cái danh từ á. Wait. À, tối vừa nó mang bạn. Nó rủ ăn uống tối coi đá banh. Giải xong và chút mà 2 giờ lận. The longest system with. Hôm nay trận cuối của Euro rồi, đứa nào coi tối coi thôi. Kỳ, đang dạy, kỳ hỏi vui hay chưa, nó hơi kỳ kỳ. Rồi, it is also the logic system with. Rồi, rồi ha. Which opens. Rồi đúng ha. Nói chưa vui chứ thầy không có nhậu nghe mấy đứa. Thầy lại lại thèm đồ ngọt. Ở nhà ăn uống nhiều khi mua đồ ngọt uống. Còn cái dạng uống bia thầy uống được bình thường. Rượu cũng uống được luôn. Tại người nó cũng sức khỏe cũng tốt. Với người đào thải tốt mà uống được. Thậm chí uống nhiều cũng được á. Nhưng mà giờ này thường là thì lại không thích. Dạng giống như là bạn thân hay là Tết hay là cái gì ta? Ở mấy đứa học trò cũ á, mấy con trai á, mà không biết sau này dạy toàn là nữ không mà. Đó mấy 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 bạn cũ á, không mấy học trò á, nó học trò chứ nhiều khi nó nhỏ hơn mình, cái thời đó nó nhỏ mình có 2 3 tuổi à. Tốt nghiệp lâu rồi, ở đại học kinh tế là giờ tính ra giờ tốt nghiệp 10 năm rồi đó. Ủa, 7 năm chứ. Ừ. Thì đó thì có hứng ăn uống bia được. Còn nhà là nhiều khi để lon bia mà uống còn dư để tủ lạnh, nhiều khi để cả tháng chở quá. Hoặc lại mua nước ngọt với bò hút uống. Ừ vậy đó. Thường là cái người mà ta uống bia nhiều á thì người ta lại không thích uống đồ ngọt. Thầy đồ ngọt. Uống dù uống được thôi nhưng mà dạng không thích nữa, dạng làm biếng hứng luôn. Ừ đúng rồi đó. Dạng dạng mình không phải là dân nhậu mà dạng mình chỉ vui hứng uống cho lên vui dù trong bàn. Nhiều khi bạn nữ cũng vậy mà nữ không sao, nữ thì muốn uống cái gì cũng được nhưng mà thiện lên bàn vô ngồi uống nước ngọt cho tụi nó cũng ly hơi kỳ. Học trò mình cũng học trò mình tụi mấy đứa bên dân kinh tế như bên xây dựng nó cũng nhậu dữ lắm á, nó biết đi hơi kỳ. Mà sao thì thầy uống được bình thường, thầy không có chê nhưng mà vui mới hứng, có hứng mới uống. Còn lại nhà ngủ nữa, ăn cơm nước ngọt không à, mới ghê. Ở đó uống riết má má chửi luôn mà. Ăn cho ngọt. Tiếu. Thầy nấu đồ ăn cũng cũng ngọt ngọt, nó vừa, nó mặn mặn ngọt ngọt. Chua chua tùy món. Đứa nào mà có dịp để thầy làm cái nước mắm cơm tấm cho ăn. Được, nấu cơm tấm, nấu bò bít tết thì làm được. À, gì ta?
đường rồi tới xong rồi ha, vậy là nãy em cũng ghi này rồi đúng không? Rồi vậy thì thầy nhắc lại cái ý này. Sau khi em so sánh cái yếu tố thời gian em khẳng định nó đứng nhất, em sẽ khẳng định tiếp theo là cái chiều dài, rồi nó cũng đứng nhất luôn. Có cái là số lượng hành khách thì nó không phải nhất cho nên mình không nói ha. Bây giờ mình sẽ nói cái thứ nhì. Bây giờ nói đến cái thứ nhì. Thời gian không nói nữa nghe các em, thời gian mình sẽ bỏ qua. Vậy thì sẽ là nói km đường sắt, và khi các em nói yếu tố này thứ nhì. Hãy so sánh nha, mình sẽ so sánh với cái đối tượng trước đó là đối tượng đứng nhất. Cụ thể là cái đường sắt này nó có chiều dài nhỏ hơn hay cụ thể là nhỏ hơn một nửa, khoảng một nửa thôi. So với đường này, so với đường sắt của London ha. Vậy thì thầy sẽ có câu là đường sắt Paris. Nếu như bạn thầy đưa hai câu nè, ví dụ như một cái câu cơ bản chung chung mà mình không biết là nhỏ hơn bao nhiêu. Cái này để thầy sẽ up lại cái phần mà so sánh nhỏ hơn á. Một số cái bài thi math các đợt trước á, không biết các bạn nào biết không? Không, các bạn có thấy cái phần thầy up không? Thầy có nói về cái so sánh á. Tại cái so sánh này, cái dạng so sánh là hơn kém bao nhiêu lần là nó có nói ở cái bài của map biểu đồ của cái bài biểu đồ bảng biểu đồ map gọi là biểu đồ bản đồ đúng không? Bài bản đồ luôn, nói về sự khác biệt. Nó sẽ nói về kích cỡ nữa. Thì ở đây các em chưa quen, các em cứ ghi nhỏ hơn là được rồi. Rồi cụ thể bao nhiêu km? Nghĩa là với bao nhiêu? Sau khi so sánh không phải với nha. Khi trước khi ghi số liệu là với nha các em. Hoặc là ở đây thì mình ước lượng được, ví dụ như bạn nào ước lượng được ha, là thầy nói là khoảng một nửa đường sắt London. Nhớ ở đây thầy gửi luôn là các em ghi là half thêm cái chữ danh từ kích cỡ nha, half the size gì đó. Thì đây thầy gửi luôn là bạn nằm ước lượng có những giá trị là 1 phần 3. À, được mà, khoảng đâu sao, khoảng là không cần nhất thiết phải đúng. 1 phần 3 thì mình sẽ ghi là one third. À, thì ví dụ như vậy để mốt mình nhớ. Ví dụ như số lượng đi, 1 phần 3 là one third the number. Gì đó. Nhớ nha, đây là cái cách so sánh. Nó còn nhiều nữa nhưng mà thầy sẽ nói những cái này trước. Rồi cụ thể em cũng đưa ra bao nhiêu km ha. Rồi ghi thử đi các. Bạn nào chưa ghi cái phần mà đầu tiên là vẫn phải khẳng định nó đứng nhất về kích cỡ trước nha. London nè, rồi sau đó mình sẽ đưa ra cái đường sắt của Paris. Rồi làm thử đi các.
Rồi, The Paris. À, cái này đâu ai gọi là small tiếng rồi. Nhỏ hơn thôi, smaller thôi. Không gọi small shop nha. Smaller the London Railway. Rồi để đi chút. À, softer cũng được nè. Rồi. Ủa sao hả? Không không thấy đứa nào xài cái hai lần vậy. Softer. Thường thì smaller, nếu mà nó kích cỡ thì thường ta xài smaller rõ hơn. Smaller. Blockier is smaller. Huh? London. Softer. Rồi. Thấy đứa xài softer nhiều ha. Hồi nãy thầy có cái câu chứ không xài. Smaller này. Ok. Mấy đứa xài softer không vậy? Softer. Cái câu mà ý là thầy ghi hai câu á, muốn ghi câu nào cũng được. Không ghi câu này nè cho nó hay. Rồi thầy nè, câu giám khảo ha. Alright, the second lord. Đường sắt Paris ha, là khoảng một nửa này, chỉ khoảng hay là khoảng cũng được, một nửa kích cỡ của London. Một nửa kích cỡ của London với 199 km chiều dài. Đó, một nửa nè các em. Half the size. Nếu con số là half the number. Còn cái chữ này á, thực ra là giống như nãy thầy đọc là cái đường sắt Paris. Các em biết cái chữ second largest ở đâu ra không? Chính là cái này nhấn mạnh thôi ha, nó không bắt buộc nhưng nó nhấn mạnh theo kích cỡ, thì kích cỡ đầu tiên là largest. Thì ở đây là second largest. The second largest system in Paris. À vậy thôi, nó chỉ là nhấn mạnh thôi ha. Rồi cái ý cuối. Ý gần cuối chứ. Là đối tượng đứng thứ ba theo kích cỡ. Bên đây thì sorry. Sau khi em đã liệt kê giá trị của Paris ở vị trí thứ nhì thì tất nhiên mình sẽ nhìn qua đây. Thì các em lúc này có so sánh này nè, có hai số để so sánh này nè. Thì lúc này các em có phát hiện ra là nó bị ngược lại so với đây đúng không? Bên km đường dài, chiều dài thì nó nhỏ hơn. Tuy nhiên nó lại có nhiều khách hơn, hay là nó phục vụ nhiều khách hơn. Thì đối với cái ý tưởng này các em không cần nói giá trị cũng được. Đối với một cái bài biểu đồ không nhất thiết phải nói giá trị hết nha, chủ yếu là nói giá trị nhất nhì là được rồi. Ở đây thì nhì ba thì khỏi nói cũng được. Các em sẽ nói là tuy nhiên ha, đường sắt Paris, hay là các em chỉ cần ghi chữ nó là được rồi, tại vì đằng trước mình đang nói Paris mà, phục vụ hoặc có nhiều khách hơn. Câu này là được rồi nghe các em, câu này là được rồi, không cần nói lại giá trị. Tại vì thứ nhất là như nãy thầy nói chỉ cần nhất với nhì, cái thứ hai là nếu em nói giá trị chỗ này nó hơi bị thừa chỗ, bây giờ chẳng lẽ em ghi là 1191 lớn hơn 775 à, thì nó khó ha, thì nó hơi thừa. Rồi thầy nói câu cuối luôn đi, rồi các em ghi thử. Và đối tượng cuối cùng là đối tượng đứng thứ ba, cụ thể là đứng thứ ba theo cũng trái sang phải là theo kích cỡ ha, thời gian không nói nữa. Thì lúc này mình sẽ có một câu riêng cho đối tượng này, cụ thể là ở km nó đứng thứ ba, tuy nhiên nó lại đứng thứ nhất ở bên đây, cụ thể là giá trị bao nhiêu. Lúc này nó đứng nhất em nói giá trị được ha. Rồi vậy thì câu này thầy sẽ gợi ý đó là đường sắt Tokyo đứng thứ ba theo kích cỡ. À đây nè, đường sắt Tokyo đứng thứ ba theo kích cỡ là thứ ba chứ không cần chữ đứng nha, không có ghi chữ đứng nha, là thứ ba theo kích cỡ. Tuy nhiên, hoặc là cái chữ trong khi đó, các em nhớ chữ trong trong khi không? While hoặc là whereas, nó phục vụ nhiều khách nhất. Hoặc là các em có những từ vựng có thể tương đương, nó được ưa chuộng nhiều nhất. Hả? Nó được sử dụng nhiều nhất. Với một ngàn, với số liệu bao nhiêu đây ha? Rồi các em ghi thử đi. Ghi hai câu cho thầy ha. Câu này và câu này.
Rồi. 13 terasoi. Ừ. Rồi, ok, đúng ha. Thêm S nghe ngon người. Passengers. Third. Served. Em nữa, thiếu hoài em. The largest. The most. Most passenger. Hoặc là the largest number of passengers. Rồi. This year. Rồi đúng rồi nè. Ok. Tokyo story third. Rồi, ok ha. Các bạn còn lại như không thấy viết bé Linh nè, bé An nè. Nhớ viết nha. Viết để tôi sửa luôn. Rồi, câu của giám khảo ha các. Nè. Tuy nhiên nó phục vụ nhiều một người hơn mỗi năm, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi câu này ha, đây thì giám khảo xài cái chữ wild, trong khi only third in terms of size the Tokyo system. Cái này thì rút gọn được một chủ từ ha, một chủ từ ở cái câu while, câu dấu phẩy thì mình ghi lại. Trong mình dịch tiếng Việt mình sẽ dễ nhớ hơn. Tại vì mình sẽ dịch tiếng Việt mình dễ nhớ hơn ha. Trong khi chỉ đứng thứ ba về kích cỡ thì đường sắt Tokyo lại được sử dụng nhiều nhất. Hay cái câu thầy nói là phục vụ nhiều khách nhất á. Ừ. Với một bao nhiêu đây mỗi năm ha. Rồi xong, và cái ba đối tượng cuối cùng, ba đường sắt cuối cùng. Cái này các em thấy cái giá trị nó khá là gọn nè. Nó đều ha. Washington DC lớn nhất ở đây và nó cũng lớn nhất ở đây. Kyoto là đứng bét. À, đứng ở đây cũng đứng bét. À, này đứng thứ nhì ha. Rồi. Cái này thì cũng đầu tiên khẳng định đối tượng nhất trước. Cụ thể là ở km đường sắt trước. Mình sẽ nói là Washington DC là lớn nhất. Nó còn cái chữ nữa. Còn cái chữ lớn nhất nữa, hay là rộng, mở rộng nhất á. Rồi các em cứ ghi đi, thầy sẽ sửa lại. Rồi cũng sẽ đưa ra là 126 km chiều dài. À thôi, để này thầy chỉ luôn cho. Thầy chỉ luôn rồi về các em tạm không kịp giờ. Thầy chỉ luôn cho, cái này khỏi viết. Cái câu này thì bạn nào có từng coi qua cái biểu đồ đường sẽ nhớ. Đầu tiên là mình sẽ phải gom nhóm là ba cái đường sắt mới nhất, tại vì mình đang chia ra hai nhóm mà. Ba trong ba đường sắt mới nhất ha. Trong ba đường sắt mới hơn thì Washington DC là dài nhất, most extensive, hay đồng nghĩa với largest. Với 126 km chiều dài, lúc này thì không cần nói thứ nhì nữa mà em chỉ cần nói là nó so với 11, so với các giá trị còn lại ha. Hay cụ thể là 11 và 28 cho đường nào và đường nào. Cái cách làm này là của biểu đồ đường đó các em. Bạn nào có từng coi biểu đồ đường nhớ. Thì đọc lại ha. Đầu tiên mình sẽ khẳng định đối tượng này là đứng nhất, most extensive, chính là largest. Với 126 km chiều dài, compared to, hay là in comparison to, hoặc là with, cái nào cũng được. Số liệu bao nhiêu cho các đối tượng còn lại. Hiểu ha? Thì chính cái cách viết này thầy cũng sẽ áp dụng cho giá trị bên đây luôn đối với thầy nha. Thầy vẫn nói là Washington DC là đường sắt được ưa chuộng nhiều nhất, được sử dụng nhiều nhất, hoặc là có số lượng hành khách nhiều nhất. Cái này thầy gửi thầy về các em làm thử. Với, cũng với luôn, 144 triệu người mỗi năm. Rồi cái chữ so với nữa đó. So với 45 và 50 của hai đường sắt còn lại. À. Nhưng mà giám khảo thì ý tưởng này thì sẽ khác, khác một chút. Đó là cái ý tưởng cuối này ha. Ý tưởng cuối này thì giám khảo sẽ khẳng định giá trị thấp nhất. Thấp nhất của một cái tiêu chí. Cụ thể đó là
ở yếu tố thời gian, cái này nói được ha, cao nhất và thấp nhất. Thấp nhất ở đây có nghĩa là mới nhất đó. Thì đường sắt Los Angeles mới nhất mở năm bao nhiêu đây? Và km đường sắt và passenger có chung một cái nhất đó là Kyoto. Bé hay chứ? Ít nhất, ngắn nhất và ít nhất, số lượng là cách ít nhất. Vì vậy cái câu của nó sẽ là đường sắt Los Angeles là mới nhất, mở vào năm 2001. Trong khi đó Kyoto là nhỏ nhất nè. Los Angeles nói ha. Trong khi đó hoặc là tuy nhiên đều được. Nói chung qua câu khác thì mình xài cái liên từ như vậy. Tuy nhiên hoặc là trong khi đó Kyoto là ngắn nhất nè, 11. Và số lượng khách cũng thấp nhất là 45 triệu người nè. Ngắn nhất và small lên nè, nãy thầy nói đó. Không ai xài shortest nha. Thật ra không sai, nhưng mà nếu mà theo nó về size kích cỡ thì mình sẽ đối chiếu giữa large và small. À, đây là câu của giám khảo nè. Smallest and served 45 triệu người. Số liệu thấp nhất ha. Rồi cái bài hôm nay là các em sẽ vẫn viết lại và nộp vào cho thầy ha. Tuần sau mình qua group mới nha, các em nhớ join cái group thầy có báo cho thú á. Chúc thầy vẫn sẽ đưa cái link vô đây lại tiếp tục. Nhưng mà các em nhớ join nha ha. Tại tuần sau mình sẽ qua group mới và tuần sau học cái phần speaking. Sẽ có thực hành ở lớp luôn. Sẽ có thực hành ở lớp rồi phải nộp bài và lên giờ thực hành ở lớp. Thực hành với thầy. Nghĩa là thầy dạy lý thuyết và lúc này sẽ có thêm thực hành. Và có cái mục và có nộp bài về nhà nữa, lên recording để thầy và giáo viên chỉnh, và có cả lớp dành cho bạn nào mà yếu á, dành cho các bạn luyện tập thì đặc biệt là bạn yếu nên vô thứ tư với thứ ba với thứ sáu như 9 giờ, 9 giờ tối, 9 giờ đến 10 rưỡi. Rồi thì cái đó tới đó thầy sẽ nói tiếp. Ở trên cái group Facebook, group IELTS của mình á, đầu trang là thầy có để các mục đó, các em mở rộng phần lớp, mở rộng phần nói và viết, và có cả luyện luyện tập, làm bài tập luyện tập nữa. Các em nhớ coi và làm theo ha. Còn cái bài tập này các em vẫn phải viết lại, thầy thầy có gửi là các em sẽ viết lại và nộp qua mail. Nhớ nộp nha. Rồi nhớ vô thêm lớp viết nữa như thầy nói, có nhiều bạn chưa vô á. Tại lớp viết là bây giờ là tuần nào cũng giải bài thi, nghĩa là dựa theo cái lý thuyết mình đã học và áp dụng vô bài thi luôn. Mình sẽ được học và viết trực tiếp luôn, cũng sửa kiểu này luôn ha. Tranh thủ nha. Thoải mái, các em cứ vô học bình thường. Rồi vậy thôi nha các em.